Vì mê bóng, Đình Trọng suýt gây ra chuyện phải ân hận cả đời. Tiểu sử cầu thủ Đình Trọng. Trần Đình Trọng sinh ngày 25 tháng 4 năm 1997 tại Gia Lâm, Hà Nội. Ở tuổi 21, Trọng chính là một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Nhắc đến Trọng, không một ai trong xã Đà Tốn, Gia Lâm, Hà Nội không biết đến chuyện cậu nhóc năm xưa một tay ôm bóng, một tay kéo quần chạy khắp xóm làng. Cô Nguyễn Thu Hương, mẹ của Đình Trọng, chia sẻ về niềm đam mê bóng đá của cậu con trai. Không giống như những đứa trẻ khác, nếu đam mê bóng đá thì sẽ tìm mọi cách để đi đá bóng. Thì với Trọng, hình ảnh trái bóng tròn luôn xuất hiện trong những bài tập làm văn hồi cấp 1. Bài tập làm văn dù là với đề tài nào thì kiểu gì cũng có hình ảnh của trái bóng tròn làm trong bài. Cô Thu Hương lấy dẫn chứng. Có một lần đọc bài văn của Trọng viết về ông nội mà cả nhà phải bật cười thành tiếng. Trọng đưa cả câu chuyện được giao nhiệm vụ đi mua thuốc cho ông, nhưng lúc qua sân đình của xóm, thấy lũ trẻ đang chơi bóng, được rủ, thế là tham gia ngay. Vì Trọng cứ thấy bóng là không rời được. Mãi chơi, mãi đến một lúc sau thì mới thực sự nhớ ra là phải đi mua thuốc cho ông. Lúc đấy, cậu ta mới ba chân bốn cẳng chạy đi mua. Dừng lại một lúc, cô Hương nói tiếp. Thật ra thì chẳng ai trách nó cả, bởi vì con nít mà chơi là điều dễ hiểu. Nhưng dù vậy, sau này, mỗi khi nhắc lại, thì Trọng vẫn thấy hành động lúc ấy của mình là sai và cảm thấy rất có lỗi với ông. Trọng cũng tâm sự với mẹ rằng, lúc đấy nếu lỡ như vì sự ham vui của bản thân mà gây ra hậu quả đáng tiếc, thì có lẽ nó sẽ ân hận cả đời. Tuổi nhỏ, khi còn là một cậu bé bụ bẫm, Đình Trọng được thầy giáo đặt cho biệt danh là Cụ Ỉn. Lớn lên một chút, Trọng vẫn mũm mĩm và không được nhiều người liên tưởng Trọng Ỉn sẽ là cầu thủ bóng đá, chơi vị trí tranh chấp khốc liệt như là trung vệ. Thế nhưng, như nghiệp chọn người, trái bóng cứ dần dần quấn chặt lấy chân của Đình Trọng. Cứ thế một cách nhẹ nhàng, Trọng đến với những trận đấu cấp xã, cấp huyện, rồi sau đó là vào đội trẻ và đầu quân cho Lò Hà Nội. Nhắc về kỷ niệm đặc biệt và không thể nào quên của hai mẹ con, cô Hương nghẹn ngào. Khi Trọng 10 tuổi, thường gọi lên thi đấu trên huyện nhà. Mỗi lần đi thi, chỉ có hai mẹ con đèo nhau đi về trong ngày. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, cả hai mẹ con đang trên đường về. Bỗng con trai vòng tay ôm sau lưng mẹ rồi thủ thỉ. Mẹ ơi, ước gì con được vào đội tuyển quốc gia. Chỉ cần được vào thôi, con sẽ cố gắng tập luyện để được chọn thi đấu. Con nhìn các anh đá mà con thèm. Lúc đấy, ngày cháu nói thì tôi rưng rưng nước mắt. Rồi cái ngày được gọi lên đội tuyển, gọi về cho mẹ, qua điện thoại tôi cũng chỉ nghe tiếng cháu cười, hạnh phúc lắm. Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, Trọng phải thuyết phục bố của mình, chú Trần Đình Hùng. Trước đây, chú Hùng không muốn con trai dành cả tuổi xuân để chạy theo bóng đá, bởi chú nghĩ nghề bóng nay đây mai đó và chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Một chấn thương có thể tước đi cả sự nghiệp và tương lai của một cầu thủ. Chú Hùng là người hiểu rõ nhất câu cửa miệng của các cầu thủ. Đời cầu thủ ngắn, ngắn lắm, ngắn lắm. Nhưng cho đến một ngày có thể gọi là một buổi chiều định mệnh của hai bố con. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người cha già đứng theo dõi con thi đấu. Cậu bé mũm mĩm với cách xê bóng và chơi khác biệt khiến cho chính bố của mình thấy bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn con chơi bóng, ông bố khó tính đã lặng lẽ gật đầu. Bố Đình Trọng khó tính, trước đây không muốn cho Trọng chơi bóng, cũng chỉ muốn hai mẹ con đưa nhau đi nốt mùa giải ở huyện nhà rồi thôi. Nhưng sau cái buổi chiều đó, bố của Trọng đã thay đổi 180 độ, đầu tư bóng bánh cho con trai, đầu tư quần áo đẹp, rồi dành luôn cả phần đưa con đi thi đấu ở các giải khác. Nhìn chồng rồi cô Hương mỉm cười, nối tiếp câu chuyện. Cũng từ đấy mà hai bố con bám nhau suốt, Trọng mỗi khi về nhà là mua quà cho bố. Chẳng to tát gì, nhưng Trọng tặng cái gì là bố Trọng lại nâng niu, cất vào tủ kính trưng bày. Tính cách trầm ngâm, âm thầm và lặng lẽ của Trọng sống hệt như bố. Chìm quất như chính cá tính lặng lẽ của mình cùng với những cái tên trẻ khác. Trọng lùi một bước, chấp nhận xuống chơi ở đội hạng nhất và sau đó theo Sài Gòn FC vào Nam. Nhưng chính quá trình không được chú ý đó đã giúp cho anh phát triển tự nhiên nhất, để rồi trở thành niềm tự hào của Sài Gòn FC, mang đến màn đội ngược dòng ngoạn mục khi được phát hiện tại U23 Việt Nam rồi mới quay lại U20 Việt Nam và chơi bóng chói sáng cho World Cup U20 tại Hàn Quốc. Tại AFF Suzuki Cup năm 2018, Trần Đình Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, là chốt chặn vô cùng quan trọng giúp cho tuyển Việt Nam tiến vào bán kết. Cần mẫn với vị trí hàng thủ để đồng đội của mình yên tâm tấn công, Đình Trọng có thể là không tỏa sáng với những bàn thắng, nhưng sẽ luôn được nhớ tới như là một lá chắn thép của đội tuyển Việt Nam. Nhắc đến hình ảnh chàng trung vệ luôn xuất hiện trên sân cỏ với hình ảnh sơ vin gọn gàng, cô Hương lại bật cười. Từ hồi còn bé xíu, bố mẹ hay mua cho Trọng bộ quần áo thể thao để mặc đi đá bóng với các anh lớn ở ngoài sân. Đường mặc bộ quần áo mới, Trọng ỉn mặc vào rồi cứ sơ vin và cho là đẹp. Lúc đấy, Trọng mũm mĩm lắm, cứ ôm quả bóng lên hông rồi là chạy, trông buồn cười lắm.
Mấy lần mọi người hỏi tôi tại sao Trọng cứ sơ vi như vậy, lúc đấy tôi cũng không để ý và không biết là lý do vì sao. Có lần con trai về thăm nhà, tôi gặng hỏi thì Trọng có bảo sơ vin để đá bóng, để tự tin hơn. Nếu như ra sân mà không sơ vin đá bóng thì không tự tin nổi, cảm giác cứ lo lo. Rồi nó cũng bảo con không sợ đối thủ mạnh, con chỉ sợ quần áo thi đấu không sơ vin được thôi. Cô Hương vừa kể vừa bảo. Chỉ chui trang phục nhưng Trọng lại có tiếng bám người, dai hơn dai đỉa, khiến cho đối phương rất khó chịu. Chiều cao 1m74 không đem đến lợi thế, thế nhưng mà đứng Trọng lại rất hiệu quả trong những pha tranh chấp tay đôi. Trọng vào bóng mạnh mẽ nhưng rất giả dặn. Chơi tốt ở hai vai trò là trung vệ và hậu vệ biên. Cách chơi của Trọng rất kỹ và cẩn trọng, dù chỉ trong một đường mở biên đơn giản. Nó đúng với triết lý, hậu vệ trước tiên không được phép phạm sai lầm. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh quyết liệt trên sân cỏ, Đình Trọng ngoài đời là một chàng trai trầm tính, hiền lành và có phần nới lãng đãng. Sinh ra trong một gia đình có hai anh em, Đình Trọng và em trai vô cùng thân thiết. Một phần, hai anh em ở với nhau không có nhiều, chỉ có dịp mới được đi chơi cùng với nhau. Từ nhỏ đến lớn, Trọng chưa một lần to tiếng với cậu em trai nghịch ngợm của mình. Khác với nhiều cặp anh em trai khác, Trọng và Bình từ nhỏ đến lớn vẫn chưa đánh nhau một lần, thậm chí là cãi nhau cũng chưa có. Tính cách của hai đứa trái ngược hoàn toàn. Trọng thì hiền lành, trầm tính và không giỏi ăn nói. Còn người em của nó thì hoàn toàn khác, rất quảng giao, đối đáp, nói chuyện với mọi người hơn hẳn anh. Cô Hương chia sẻ. Không chỉ thế, Đình Trọng còn là một cậu anh trai cực kỳ tâm lý. Dù đi thi đấu ở đâu cũng nhớ mua quà về cho cậu Bình. Cậu nhóc này muốn gì, cần gì đều được đáp ứng. Đặc biệt, dù là trước đây hay bây giờ, chỉ cần về nhà, chàng trung vệ bất kể đi đâu, với ai thì cũng phải đưa em trai đi cùng. Dù chiều em là thế, Đình Trọng vẫn thể hiện là một ông anh trai nghiêm khắc. Mỗi khi có dịp về nhà hay là thấy em trai làm gì đó chưa đúng, Trọng sẽ đều nhắc nhở, khuyên bảo em cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chính sự nỗ lực, cố gắng của Đình Trọng trên sân cỏ lẫn ngoài cuộc sống đã trở thành tấm gương cho em trai noi theo. Trọng cũng định hướng cho cậu em trai theo nghiệp bóng đá khi biết em trai cũng đam mê bộ môn thể thao vua này. Đình Trọng là niềm hy vọng, là niềm tự hào của cả dòng họ. Từng là cậu bé đi nhặt bóng ở sân vận động Hàng Đẫy, Trọng từng mơ ước tên mình nằm trong danh sách của đội tuyển quốc gia. Những tưởng mơ ước chỉ là mơ ước, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong tập luyện và thi đấu để chứng minh năng lực của bản thân. Ngay ở thời điểm hiện tại, trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, Trần Đình Trọng là một cái tên vô cùng quan trọng.